Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Nếu để nói về dòng laptop văn phòng chất lượng thì Lenovo là cái tên được chú ý khá nhiều và được người dùng tin tưởng. ThinkPad chính là mẫu laptop đặc trưng mà Lenovo thiết kế riêng cho dân văn phòng. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người chiếc ThinkPad X13 Gen 3. Chiếc laptop văn phòng với thiết kế cực kỳ mỏng nhẹ, hiệu năng rất tốt và được đánh giá rất cao từ phía người dùng. Hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Vẫn giữ nguyên thiết kế đơn giản, Lenovo không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình ở chiếc ThinkPad X13 Gen 3 này. Với tông màu đen bao phủ toàn bộ vỏ máy, logo ThinkPad được đặt chéo ở bên góc phải để người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Nhìn tổng thể thì chiếc máy này tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ sang trọng, hiện đại. Như mình đã giới thiệu ở phần đầu thì chiếc laptop này rất mỏng và nhẹ, chỉ với cân nặng 1,2kg và độ dày là 18,25mm. Vậy nên bạn có thể thoải mái mang đến mọi nơi để học tập và làm việc. Màn hình của chiếc laptop này có kích thước là 13,3 inch với tấm nền IPS, độ sáng lên đến 300 nits sẽ mang đến cho bạn chất lượng hình ảnh vô cùng sống động. Bạn có thể thoải mái học tập và làm việc giải trí trên chiếc màn hình này. Bên cạnh đó thì chiếc màn hình này còn được sử dụng công nghệ anti-glare chống chói để bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng. Nó cho phép bạn làm việc cả ngày mà không lo mỏi mắt. Các cạnh viền được làm vô cùng mỏng để tối đa diện tích cho màn hình, giúp người dùng có thể sử dụng màn hình một cách thoải mái nhất. Tuy cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Lenovo trang bị một camera Full HD để bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Về phần mặt C, phần bàn phím và touchpad cũng được ThinkPad X13 Gen 3 làm rất cẩn thận. Bàn phím tiêu chuẩn, hành trình phím sâu cho bạn cảm giác gõ rất thoải mái. Và tất nhiên, nút checkpoint là một điều không thể thiếu trên những chiếc bàn phím của dòng ThinkPad để bạn có thể dùng thay thế chuột. Bàn phím còn được trang bị đèn nền, cho phép bạn làm việc ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Và phần touchpad được phủ một lớp mịn giúp những cú di chuột của bạn vô cùng nhạy, độ phản hồi nhanh và mượt mà. Bạn có thể dùng chiếc touchpad này mà không cần chuột rời. Một điều mà mình cực thích trên chiếc laptop này đó là phần bản lề. Bản lề cực kỳ chắc chắn, cho phép bạn gập mở được đến 180 độ. Có thể thấy nó rất phù hợp với dân văn phòng, khi chẳng may mà có mở bản lề quá tay cũng không lo bị gãy hay là hỏng bản lề. Khi sở hữu chiếc laptop này thì bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i5-1240P với 12x16 luồng, 16GB LPDDR5, 512GB SSD. Bên cạnh đó, nó còn được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics để bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh hay là dựng video đơn giản trên những phần mềm Photoshop, AI. Chiếc laptop Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 không hề thiếu bất cứ cổng kết nối nào. Bạn sẽ có 2 cổng USB Thunderbolt 4, 2 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 giắc cắm tai nghe để bạn có thể thoải mái truy xuất và kết nối với các thiết bị ngoại vi. Dung lượng pin của chiếc laptop này là 3 cell 41Wh, cho phép bạn sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Điều cuối cùng mà chiếc Lenovo này khiến nó cực kỳ đáng mua đó là cảm ứng vân tay khi đăng nhập. Bạn chỉ cần một chạm là có thể mở máy rất nhanh chóng mà không cần nhớ mật khẩu. Tổng kết lại thì Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 là một chiếc laptop rất phù hợp với dân văn phòng và những ai có nhu cầu di chuyển cao. Với thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng ổn định và mức giá đang cực kỳ hấp dẫn tại Anphat, mình sẽ để link ở phía dưới cho bạn nào quan tâm đến mẫu laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.